cho 10,1 gam dung dịch rượu etylic. Dung dịch rượu etylic là gì? Chúng ta biết là dung dịch rượu etylic gồm có hai chất, thứ nhất là rượu etylic, thứ hai là nước. Được chưa? Tác dụng với natri dương sinh ra khí hydro với điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện chúng ta là xác định độ rượu. Biết rằng khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 gam trên ml. Như vậy trong dung dịch rượu etylic chúng ta có hai chất, một là rượu, hai là nước. Cả rượu và cả nước chúng ta đều tác dụng với gì? Đều tác dụng với natri. Như vậy trong trường hợp này em sẽ có hai phương trình. Được chưa? Nhiệm vụ của bạn là dựa hai phương trình này chúng ta giải hệ, em tìm cho thầy mol rượu và mol nước. Sau đó thầy sẽ tính tiếp. Đây. Ở đây thì mình sẽ gọi mol rượu là x mol. Mol nước là y mol. Cái tiếp theo của em đó là tính mol cho hydro cho thầy luôn đi. Không phải 125. Nè, chúng ta có phương trình này em ơi. Chúng ta có rượu này. Nước này. Ở đây mình đi tới dùng với natri. Để tạo thành C2H5O2 cộng cho H2. NaOH cộng cho H2. Nhiệm vụ của bạn là đi giải hệ đã, rồi thầy chỉ tiếp. Cân bằng thì tự hiểu nha. Rồi, ở đây mình đặt cái số mol, đây là x mol, đây là y mol. Thì chuyển qua đây. Đây là 0,5x. Đây là 0,5y. Được chưa em nhỉ? Khi đó chúng ta sẽ giải hệ. Hệ chúng ta gồm có hai thứ. Thứ nhất là khối lượng dung dịch C2H5OH ở đây là 46x. Ở đây là 18y bằng 10,1. Cái thứ hai là mol hydro 0,5x cộng cho 0,5y bằng 0,125. Từ đây em sẽ thi cho thầy x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Bấm máy tính về đây. Không phẩy hai với không phẩy không 0,2 và 0,05. Được chưa? Rồi. Bây giờ sau khi làm xong thì chúng ta phải biết cái đích đến chúng ta là gì. Đây. Bạn lưu ý cho thầy như thế này. Mỗi lần mà người ta hỏi chúng ta là độ rượu là một này. Được chưa? Được chưa? Thì trong đầu của bạn phải nghĩ cho thầy được hai cái công thức. Đó là hai công thức gì? Thì đây bây giờ thầy sẽ ghi hai công thức đó ra. Công thức đó là gì? Công thức chúng ta đến công thức nguồn gốc luôn nha. Độ rượu theo định nghĩa của sách giáo khoa là gì? Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml dung dịch rượu, tức là hỗn hợp gồm rượu và nước. Thì đây em sẽ lấy V rượu chia cho V gì? V dung dịch rượu, đúng không? Nhân cho bao nhiêu? 100. Như vậy nhiệm vụ của bạn là đi tìm hai thông số V rượu và V dung dịch rượu, bạn hiểu chưa? Được chưa em? Như vậy đây là cái bước thứ ba này, đây là cái đích đến của chúng ta này. Như vậy nhiệm vụ của bạn là sẽ đi tính cho thầy V rượu và V nước. Được chưa? Vì V dung dịch rượu chúng ta là bằng V rượu cộng V nước. Được không em? Hiểu không Đạt ơi? Hiểu hiểu này. Khối lượng rượu này sẽ bằng mol rượu này nhân cho M lớn rượu. Bằng gì? V rượu nhân cho D rượu. Và nhìn thấy này, ở trong ở đây chúng ta đã có mol rượu là bằng bao nhiêu rồi? 0,2. Khối lượng mol rượu tức là khối lượng mol của C2H5OH là bằng 46. Được chưa mà? Được chưa? V rượu chúng ta đang tìm, độ rượu, D rượu chúng ta cho đây 0,8 gam trên ml. Thấy chưa? D là độ khối lượng riêng em, khối lượng riêng của rượu. Tới đây bạn hiểu chưa? Dựa đây em tìm được V rượu chưa? Rồi, và bạn biết là nước của chúng ta cũng có một công thức tương tự như vậy. Được chưa? Bây giờ chúng ta tìm V rượu trước đã. Mol rượu ở đây là x x bằng 0,2.
khối lượng mol của rượu là 46. Phê rượu đang tìm. D rượu chúng ta là 0,8. Bạn lưu ý là trong công thức này thì V rượu chúng ta là millilit, bởi vì thằng này là gam trên millilit. Hai thằng này đơn vị là gam, thằng này gam trên millilit. Như vậy V trong trường hợp này là millilit. Bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? Ở đây thầy tính được là bằng 11,5 millilit được cho em. Được chưa nào? Rồi hết rồi nè. À, chúng ta đến bước 2 em ơi. Bước 2 em dùng công thức tương tự. Khối lượng của nước này bạn có thể ghi rõ ra rượu của thầy nhé. Được chưa? Thầy ghi tắt. Lấy mol rượu, lấy mol nước này nhân cho m lớn nước này. Và bằng V nước này nhân cho D nước. Ở đây như bạn hỏi là D nước bằng bao nhiêu? Cái này thầy phải hỏi ngược lại các bạn. D nước của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? Hả? D nước của chúng ta là bằng 1 trên gam trên millilit. Được chưa? Được chưa em? Rồi chúng ta đáp vào. Mol nước của chúng ta là Y. Y đã có. Nếu mà không, cách này thì nghĩ cách này là làm là tối ưu rồi đó bạn. Cái này là 0,05 này em ha. Nhân khối lượng mol của nước là 18 này. V nước đang đợi. D nước là bằng 1. Từ đây em tính cho thầy V nước. V nước trong trường hợp này đơn vị là millilit em nhé. 0,05 nhân 18 thì nó sẽ bằng chắc bằng 0,9 hả ta? Không chính em nha. Như vậy giữa đây em suy ra được V dung dịch rượu chưa? Hả? V dung dịch rượu là bằng V rượu cộng cho V gì? V nước. Cộng lại V rượu là 11,5. V nước 0,9 12,4 millilit. Như vậy mình đáp vào đây V rượu là 11,5, V dung dịch rượu là 12,4 nhân 100. Và tính cho thầy bằng bao nhiêu độ? chín hai phẩy bảy bốn. Như vậy cái dung dịch này có thể nướng được một con mực em ha. Rượu, độ rượu chúng ta lớn hơn 50 độ là có thể nướng mực được rồi. Được chưa? Thế thôi em. Ở đây có ai kiến gì không ạ? Bạn nên nhớ nha. Ở trong cái bài toán mà liên quan tới độ rượu, bạn nhớ thầy hai cái công thức màu vàng thầy đang ghi đây này. Được chưa? Mỗi lần người ta hỏi bất kỳ gì mà lần có gắn từ độ rượu vô thì hiển nhiên em ghi hai biểu thức này ra thầy. Nó sẽ tự ra hết. Mọi thứ nó đều số lượng đơn giản được hết. Hiểu chưa?